Anh cho nó lại nghe coi. Ok. Cái bữa tiệc sao cho nó lại. Cái ngày hôm đó đó. Chị là phó thị trưởng thành phố Gành rồi. Chị tên gì? Cindy. À, chị Cindy. Hai chị Cindy. Dạ, chị Cindy kể lại sự việc. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Chị Cindy kể giùm cái sự việc bữa hay quá, chị có dự cái bữa tiệc đó luôn. Dạ, thì ngày cuối cùng anh thì anh tiến đi. Đúng rồi. Thì hôm bữa đó là birthday của chị Vân. Rồi rủ nhau ăn thì thường thường là hay như vậy, mấy anh chị em hay rủ nhau cứ mấy bữa lâu lâu thì có việc gì cái ăn. Thì cách đó cũng mấy bữa rồi tụi mày cũng có ăn ở ở một cái tiệm rồi. Nhưng mà tối hôm đó nó hơi rủ nhau ăn cho vui rồi làm sinh nhật tuần nữa. Thì tối hôm đó anh Đức Tiến rất là vui. Cái tính của anh lúc nào cũng vậy đó, lúc nào cũng giỡn rồi giống như nói đùa vậy đó. Rồi lúc nào anh cũng cười đó, thì lúc đó mình trước khi mà mình đi về đó, từ lúc đó cũng trễ rồi, hơn 10 giờ tối rồi. Thì mình mới nói thôi để em chụp tấm hình cuối cùng cho mấy anh chị em mình. Thì mình là cái đứa... Ủa anh có xe mít cho chị nữa hả chị? Anh có xe mít cho... hay quá. Thì là lúc đó chụp cái tấm hình cuối cùng á, thì em là cái đứa đứng chụp cái selfie, là cái tấm hình đó tấm cuối cùng chụp chung với ảnh luôn á. Là chụp xong thì em đi ra thì không, trong vòng 20 phút sau là ảnh mất luôn. Cho nên mình rất là buồn là sao, là tự vì mỗi lần có tiệc á, anh Đức Tiến rất là vui, ảnh đùa giỡn với mọi người, rất là hòa đồng với mọi người và tính tình rất là thân thiện. Cho nên bây giờ tự nhiên cái nghĩ á, những buổi tiệc tới á, sẽ không có người giỡn với ảnh nữa, là giống như ảnh hay giỡn giỡn rồi lúc nào cũng cười vậy đó. Thì mình biết là nhóm sẽ rất là nhớ ảnh khi mà những buổi tiệc tới không có ảnh ở đó. Dĩ nhiên là buồn nhưng mà không, mình cảm thấy cuộc đời vui. Chưa đợi chứ. Dạ, mình nói chuyện đời vô thường. Cái chuyện xảy ra nó chỉ trong tích tắc thôi, từ vì lúc đó thì ảnh, mọi người hỏi ảnh vẫn giỡn, ảnh không có cảm thấy là giống như trong người có một cái gì đó, một cái triệu chứng gì đó để mà mình lo hay gì hết. Còn hát nữa, hát rồi chạy vòng nữa. Đi đó. Anh cũng vui vẻ quá vậy hả? Yeah, đúng rồi, cái tính của anh rất là dễ thương. Anh mà nói chuyện với anh sẽ thấy đó. Coi như là một người rất là thân thiện và không cho mình cảm thấy không có một cái gì mà ngăn cách với một ca sĩ, MC nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà giây phút anh chuẩn bị lên thiên đàng, chị có đôi lời nhắn với ảnh gì không? Anh Đức Tiến ơi, thì hồi nãy em có chia sẻ đó, những buổi tiệc tới tụi em sẽ không được gặp anh nữa, nhưng mà chắc chắn là tụi em sẽ nhớ những cái lúc anh hay giỡn cười với hay đùa với mọi người. Có lẽ là tụi em sẽ ăn thêm một chút gì đó cho anh, có lẽ vậy. Nhưng mà you know that we love you and we're happy when you're around, and we here, we're gonna try what we can for your wife and your daughter. Và chào anh, sẽ hẹn một hẹn anh chị ơi. Trước khi anh mất khoảng 20 phút của anh, chị thấy có ảnh có mệt mỏi có gì không? Gì anh không mệt mỏi không gì hết, em còn chụp hình ảnh có hình ảnh còn đang cười nữa. Anh không có một cái triệu chứng gì hết trơn. Trước 20 phút á. Ok, em cảm ơn chị nhiều, chúc sức khỏe chị phó thị trưởng thành phố Gành rồi. Chào bà chị Cindy. Thank you. Chị Cindy đó là người chứng kiến trước 20 phút chị Cindy là ảnh mất các bà con. Thì chị thì cái đó là Thiên Chúa rước về thôi, đi về cõi thiên đàng thôi. Ok, thôi bye bye bà con nha. Chúc bà con mạnh khỏe, cái gì bà con ủng hộ bà con. Phố Galibusa TV số 9 với lại video Sài Gòn Cali TV nha bà con. Thank you.